Rồi, mến chào các bạn. Nay mình sẽ giới thiệu bạn hai chiếc máy cày càng hàng hệ rất là đẹp. NF80 anh ơi. Cho em hỏi này tí xíu anh. Như một cái con máy sới mà hàng hệ như vậy á, cái đầu hàng hệ như vậy mà cái dàn thì số nó có hệ không anh? Không hệ hả? Nó vẫn đi đôi nhau chứ. À, như vậy thì cái bộ như vậy thì mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Bộ này nó 14 triệu. 14 triệu hả? Cái đầu thì cái đầu này không nhiêu? Cái đầu không, nếu mà bán ra cái đầu không nó khoảng trên 10 triệu rồi. À, trên 10 triệu. Tại vì cái hệ này là nó rất là hiếm. Bét kim NF80. Đúng không? Đúng rồi. Đời này rất là mắc. Rồi, bây giờ như chiếc kia là bao nhiêu tiền anh? Chiếc kia này nó đề luôn, nó 15 triệu, nó EA. 15 triệu EA. Là con này là nó sử dụng đầu NFD6. Đúng rồi. FD6 là 6 mã lực. Rồi con này cũng hệ mà anh. Đề luôn. Đầu cũng hệ mà. Mà có đề luôn. Đề luôn. À, bên 16, bên 15. Rồi cái mình bán ta bánh dày luôn hả? 14, 15. À, 14, 15. Bánh dày luôn hả? Bánh đó thì gác đỡ thôi, mua thì... Gác bánh loại kia đúng không? Ừ. À, rồi. À, 14 triệu. À, không có bao xếp các bạn nha. Thì hàng này nói chung hàng tuyển rất là đẹp. Hàng tuyển rất đẹp cho các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết con 14 triệu trước. Vậy cái vỏ thì sẽ có một cặp vỏ, một cặp bánh niền đồ khác luôn. Mới rất đẹp, còn thứ này để đi đường nước các bạn. Rồi các bạn, đầu máy thì rất là hệ ha. Dàn sới này là dàn chuyên sới các bạn à. Nó là thường thường IH. Là chuyên sới ha. À, thì chuyên sới thì cái bộ dàn sới là nó bắt trực tiếp vô đây luôn. Là nó có nhông. Có nhông nó ăn với lại cái hộp số luôn. Đó, mà này nó nghiêng vậy. Thì như những cái này thì cái này thì sên giữa luôn. Mà những cái này thì mình nói chung thì mình kéo thì mình chế cũng được. Nhưng mà các bạn thấy nó có độ nghiêng nghiêng ha. Đó. Phải chế một cái bát để mình dỡ lên mình xem dàn sới thử coi ha. Thì cái dàn sới này thì dàn này là cũng đào mương được luôn các bạn. Hiện tại giờ nó đang rớt cái này ra các bạn thấy không? Đó. Thì các bạn muốn đào mương thì rút cái này ra. Rút này ra là còn lại mỗi bên 3 dao nè. Hai bên 6 dao này là các bạn đào mương. Đó, thành thử ra cái dòng máy sới bây giờ cái máy đào mương người ta chế ra người ta bán 10 12 triệu. Trong khi các bạn bỏ tiền ra các bạn mua một chiếc máy sới là bao nhiêu ta? 14 triệu. Bạn vừa sới vừa kéo vừa đào mương luôn. Nó làm xịt thuốc rồi luôn, đủ mọi chuyện luôn. Thì các bạn tính xem coi nên mua cái nào. Thì từ hôm mà mình hướng dẫn cho bà con cái cách mà đào mương bằng máy sới này á, thì những cái dàn mà người ta chế, người ta mua đồ về người ta chế mà để đào mương bằng tay thì xem như nghỉ sản xuất luôn rồi. Nói chung là mình không phải là mình hại bên kia ha. Nhưng mà do là mình thấy nông dân á có cái máy sới vậy mà không biết sử dụng á, thành ra mình hướng dẫn cho người ta vậy thôi. Đó. Con này dòng IH bên Nhật nó bảo vệ rất là kỹ và nó làm ra các bạn nhìn thấy rất đẹp thấy không? Đó, IH nè. Anh ơi. Rồi để cái máy này để tí mượn tay quay em quay thử ha. Cái tay quay kìa anh. Hay là anh quay giùm em cái. Thử coi nó nổ êm không? Máy bên kia đẹp quá. Số anh, có số không? Úi. Gạt cái chân trống xuống được không anh? À ra thế. Nó bị kẹt một chút đúng không? Rồi cho nó nằm vậy luôn anh. Không nghe tiếng bơm. Anh thò tay ngoài này nè anh. Bụp. Đó. Ô, và đèn sáng. Ô, và sáng nè. Dòng này công nhận nó nổ đã quá ha. Ha. Nổ quá sướng luôn. Có nước không đó cho anh? Để em thử lửa thấy xíu ha.
bóng không? Nó ổn áp mà đâu có lo đâu. Đứt luôn rồi. Đứt rồi. Đứt rồi. Để em lên nạp ra. Đứt rồi. Đó, bạn thấy không, đếm từng vòng luôn nè. Đó, đã chưa? Đó, đếm từng vòng luôn, đã chưa? Quá đã ha. Rồi. Rồi, đến chiếc xe này. Chiếc xe này thì nó không dùng chuyên sới, mà nó dùng là hộp số rời ha, sên giữa ha. Để mình xem coi này có đào mương được hay không. Nó tùy theo vàng nha. Ô, nhìn vô cái biết đào mương được rồi. Đó các bạn thấy không nè, con ốc mở ốc bìa ra. Rút cái vàng ra ngoài ra, rút hai cái nắp ngoài ra. Là đào mương thôi. Rất là ok ha. Rồi vàng này là vàng có đề luôn. Động cơ có đề luôn. Hộp số là 6 cấp. Hộp số 6 cấp hình nhớ này nhanh nhanh chậm phải không anh? Số sới hả? À, số sới ngọn này côn phụ, côn sới phụ, côn sới phụ, à côn sới phụ. Rồi động cơ thì có đề, à, động cơ NFA là dòng này rất là hệ ha, nhưng mà công nhận cái đời này nó nhỏ ha. Ủa cái con này có 6 ngựa mà tới 15 triệu lần anh. À đúng rồi, cái vàng của nó hệ hơn. Cái vàng IA60 là nó rời, à, động cơ 6 ngựa nhưng mà có đề ha? Nước màu xanh luôn chú. Màu xanh hả? Ít cha nước sao màu xanh lè vậy? Nước ngọt ra. Nước màu xanh về sao xài? Màu ngọt. Hay là nó bỏ cái nước ấy vô trong? Anh Mỹ, anh quay nổi cái máy này không? Đó, ổng 80 rồi, ổng quay đâu nổi đâu. Máy quay nửa tua nổ à. Thấy. Ôi con này nhỏ mà hơi đã quá ha. Ôi cái thằng này là đời cao hơn này đúng không anh? Đúng rồi, thằng này nó bét kim. Nó này, con này. Thằng này bét gai. Giang mai nó cũng ngang nhau nè. Nhưng mà này bét kim luôn nè. Đời này nó ép đúng rồi. Nó ép thì cũ hơn đời này. Thằng này NF, còn này NFA. NFA, NFD á. Ờ, hai đời khác nhau. Như mấy đề này mình có bảo đảm là đề được không? Bao. Bao đề. Bao đề hết luôn. 15 triệu. À, hộp số rồi. À, hộp sới rồi. À, hộp số 6 cấp. Còn này hộp số mấy cấp ta? Số đúp. Số đúp, 6 cấp. Lên luôn. À, lên là đúp. Đây, lên là đúp nè. 6 cấp luôn các bạn. À, lên đó là đúp. À, thằng này nè, chạy đã không? Ôi, con này mạnh dữ quá. Nghe nghe tiếng máy dầu là nó đổ vậy mới sướng nè, đúng không? Rồi, ví dụ như mình vô số sới ha. Mình gạt lên đây là sới ha anh. Đúng rồi. Hả? Bật xuống là ngắt. Đâu? À. Kéo xuống. Ngắt. À. Ra là vậy. À, có cái thằng kia quên.
Thôi tắt đi, được rồi. Có cái thằng kia nó hỏi về anh. Nó mua một con Kubota loại TVCS kia, mà nó kêu nó cứ chạy ve là cái sới nó ngừng lại. Phải không? Nó muốn sới ve hả? Có nghĩa là nó muốn sới mà nó chạy ve. Nó chạy tới thì cái sới được, mà chạy ve thì cái số sới nó ngừng, cái sới nó ngừng lại. Đúng rồi, nó có một cái nó khóa nó không cho sới ve, nó có một cái khóa nó không cho sới ve. À, muốn sới ve thì anh mở khóa ra cái chốt. Đâu cái khóa chỗ nào? Chỉ cho nó đi. Tam cung tay nhưng mà nhiều loại lắm. À, dân ma mỗi con mỗi nhất. À vậy hả? Đứng đó luôn đây, chú chụp cho hai ba người luôn cho nó đẹp. Chụp ba người đứng luôn cho nó đẹp. Hả? Coi có mấy thằng nàng nào mua bán luôn. Tới giờ cơm chưa chứ? Tới giờ cơm rồi. À, vậy hả? Rồi. Thôi. Hả? À, rồi ok. Cực kỳ rẻ nha. À. 5 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. Rồi ok.